Hồ Hoài Anh đã giải trình xong Học viện Âm nhạc Quốc gia nói gì. Trao đổi với phóng viên Dân trí, phòng tổ chức Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay, ban giám đốc đã họp xong về việc giải trình của Hồ Hoài Anh, dự kiến sắp báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Sáng nay 30 tháng 8, nghệ sĩ ưu tú Cổ Huy Hùng, trưởng khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao đổi với phóng viên Dân trí. Hiện tại, việc giải trình của giảng viên Hồ Hoài Anh đã tiến hành xong. Về những thông tin khác, ông Cổ Huy Hùng cho biết sẽ do lãnh đạo nhà trường thông tin trong thời gian tới. Về phía phòng tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trả lời phóng viên Dân trí như sau. Hiện tại, ban giám đốc học viện đã họp xong và đang giữ hồ sơ của giảng viên Hồ Hoài Anh, chưa gửi lại phòng tổ chức để làm các bước tiếp theo. Dự kiến vài ngày nữa, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý kỷ luật như thế nào. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước đó, vào ngày 2 tháng 7, trả lời phóng viên Dân trí, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, sau cuộc họp khẩn của Ban Giám đốc Học viện, toàn thể Ban Giám đốc đã thống nhất đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng xử lý đối với giảng viên nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đó là tạm đình chỉ công tác đợi kết quả điều tra chính thức. Ngoài đề xuất này, Học viện Quốc gia Việt Nam còn xem xét kỷ luật trừ thi đua với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo luật viên chức, ông Lê Anh Tuấn cho hay. Cũng theo ông Lê Anh Tuấn, nếu Hồ Hoài Anh phạm tội như bị cáo buộc, thì tới đây Hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý thật nghiêm khắc, đúng người đúng tội. Ông Lê Anh Tuấn nói, nếu những nghi vấn liên quan tới Hồ Hoài Anh là thật, thì ông rất tiếc và thất vọng vì trong quá trình 20 năm công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một giảng viên nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm trong việc giảng dạy và không để xảy ra bất kỳ sự cố hay scandal lớn nào. Về phía Nhà hát kịch Hà Nội, vào ngày 17 tháng 8 đã có thông báo chính thức với báo chí việc giải trình của diễn viên Hồng Đăng. Theo đó, diễn viên Hồng Đăng nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Diễn viên Hồng Đăng có gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình. Sau khi nhận được bản tường trình của diễn viên Hồng Đăng, Nhà hát kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Sáng nay, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về những thông tin mới và hướng xử lý tiếp theo xoay quanh vụ việc nói trên nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi.